trong số 3 ngày trước, cho phép tôi xin gửi lời tới. Kính chúc các quý vị đại biểu các quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc mừng cô giáo và tập em nữ sinh có mặt trong buổi hôm nay. Những lời chúc mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2000. Mạnh Khởi trong vai giám đốc, Đinh Huế trong vai trưởng phòng.